Khoan, khi bạn nhảy lên á, ok, thì khi bạn nhảy lên hồi nãy lúc mình nằm xuống mình nhảy lên á, thì chân bạn xe ra cái xa chút xíu, thì chân bạn thấp quá không được, nhảy ra cái xa chút, cái xa, xong rồi đó hít vô, hít thở ra nè, khi mà hít vô đó, thì cái người bạn đập cái người xuống, đập cái người xuống, cái tay bạn đó là giống như thử là chặt vào cái lỗ tai, chặt cái đầu đó, thế nên mình đập xuống như vậy, tức là khi mà lên như vậy rồi đập xuống như vậy, cái người mình đập xuống, cái lưng mình gập xuống, chứ không phải là lưng mình cong xuống. Ok, làm lại. Hít vô, thở ra. Hít vô, good, thở ra. Hít vô đập xuống, thở ra. Hít vô, thở ra. Hít vô, quá giỏi, thở ra. Hít vô, thở ra. Good. Hít vô, thở ra. 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 Từ khi mình nhảy lên á, đập cho mạnh vào, cái cặp cái mạnh, ok, thì đừng nhảy lên, đập cho mạnh. Và bây giờ cái mà mình miss thường thường là như vậy nè, khi mình hít vô, thở ra nè, hít vô nè, và cho mình phải đẩy lên, hít vô nè, thở ra chứ, nó hít vô đẩy lên, rồi mình hít vô, thở ra nè, hít vô đập xuống, rồi hít vô, thở ra, hít vô nhảy lên. Thở cho mạnh vào, thở, breathe forcefully. Ok, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít đập mạnh, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, khỏe dễ sợ, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. Thầy quá sướng, đừng nói không có làm gì ta. Bà khỏe không các bạn? Hoàn toàn khỏe. Mấy cái thôi, chưa còn 5 cái nữa. Bây giờ đó, mình chỉ cần có một điểm mình chú ý thôi, là lúc mà mình đập xuống đó, thì mình muốn là cái người mình gặp xuống, có nhiều bác vẫn còn đập xuống như vậy, nhưng mà không giảm cho cái người mình là nằm xuống nữa. Thế nên cái movement này là không đúng, mà mình phải là như vậy bọn này. Mình, cái người mình, cái lưng mình, cái người mình đi thẳng xuống một đường như vậy. Đấy, ok, bác làm thử một lần cho thầy. Làm thử một lần đó, đưa người thẳng đập xuống, cứ đập xuống đó. Đấy, cái tay nó không có đập xuống đất bạn. Cái lưng và cái tay mình là thẳng hàng nhau. Very good, very good, quá giỏi, quá giỏi, quá giỏi. Rồi, vì bạn nhớ cái động tác như vậy. Tại vì cái mục đích của mình á, là cái anh chàng này đó, là anh chàng nó làm cho bao nhiêu cái energy của mình nè. Cái lưng mà bạn nhớ không? Cái lưng nó chạy lên đây, nó ra đây nè, theo đầu mình ra nè. Rồi, nó làm cho cái bộ phận mà phía trên của mình từ vai trở lên đấy nè, là cái bộ phận đó, là cái bộ phận energy của mấy cái chakra phía trên này nè, nó được đâm thẳng ra.
Thành ra mình phải cần keep cái body cho nó thẳng xuống. Mình không muốn lại như vậy thì mình defeat cái purpose của mình liền. Cái lưng mình phải thẳng xuống. Rồi, làm thêm 3 cái cuối cùng nữa. Hít gió. Thở ra. Hít gió. Thở ra. Hít gió đập xuống. Thở ra. Hít gió. 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 Thở ra. Rồi bây giờ mình duỗi vai thõng tay nhắm mắt lại. Coi vậy. Bây giờ bạn ấy con bướm. Vô thở ra nè. Bật theo cô Sheila làm nha. Lên. Đẩy tới, thở vô. Tay lên, thở ra. Đây, đẩy người tới. Thở vô. Thở ra. Đó. Phía dưới thì nhìn theo cô Nguyệt. Phía trên nhìn cô Sheila. Bên phải thì nhìn theo anh Bình được. Bên trái nhìn theo anh Hải. Cũng khá, bác làm cũng đẹp lắm chứ không phải chứ. Đừng ngừng lại, cái tay đừng có ngừng lại. Lên and keep moving. Rồi đổi chứng. Đổi chứng tới. Lên, nghĩa là không ngừng, cứ move movement nào, không cần ngừng lại. Cái movement nào không ngừng, cái động tác nào không còn ngừng, là cứ tiếp tục không ngừng. Mà cứ thọc đài lên trong cái này cả, đừng có lo hết, cứ thọc đài rồi cái tay nó nhìn nhau rồi nó mới mở ra, đưa xuống. Quá tốt. Úi giời. Còn cô này nó bướm thiệt rồi, cô ngoài lên. Mà chỉ lên một cái như vậy thôi này, rồi nó mở ra. Nhìn lại với nhau, hạ người xuống, tay người mình hạ xuống, mình lấy cái điểm mù mình ra, mình nhìn cái điểm mù, mình vắt cái điểm mù mình đi.
rồi mở cõi lòng mình ra, rồi mở rồi mình mới thay đổi cái cuộc sống mình lại, tay mình lật ngược lên lại, người mình gập xuống, rồi đưa lấy cái điểm mù đó tiếp. Đó. Đa số các bác làm cũng được. Cái điều mà thường thường là mất chừng tháng, hai tháng đó, thì mình cái form của mình đó, cái khuôn của mình là mình thành được. Nó không có thành được liền, nó nói bác kiên nhẫn. Nhưng mà làm chưa giống lắm, càng gì cả, từ từ, từ nó sẽ giống, nó sẽ ngon lành. Chỉ còn cái là mình phải chờ một chút thiếu thời gian chút xíu. Ok, được, đủ rồi. Cái thế này thường thường nó sẽ là như bác mọi hai cái chỗ này làm đúng không ba? Mọi, bằng ra mọi. That's very good. Cái chỗ phần này, phần cái cổ đây á, là cái chakra số 5. Là cái phần mà nó làm cho mình giải tỏa cái energy. Thành ra mặc dù khó lúc mà lên á, thì mình ngỡ lên, nhìn. Rồi mình xuống á, khó mình nhìn xuống. Ok. Rồi, tóm tay lại, thu thế. Mình hạ đứng người cho thiệt là im lặng bất động. Rồi, bây giờ cái con kế tiếp, cuối cùng cả là con gùa. Thành mình sẽ làm đó liên tục, mà chịu khó làm liên tục cho được. Bao nhiêu lần bạn? Một bên 10 lần là ít nhất. Minimum 10 lần, đừng có ngừng lại. Ok, cái hay của cái này là trong tất cả mọi cái động tác đều như vậy cả, là mình phải build cái heat. Cái heat mình phải build từ từ từ, thành ra bạc nóng, đừng uống nước. Mà bác, mình nghĩ như vậy là tại vì là mình không có professional, còn thì bác mà thử thiệt và thầy đó, là mình phải làm không ngừng, không nghỉ, không nói năng gì cả. Mình làm để cái hit mình build càng nhiều càng tốt, càng lên càng tốt. Thì con rùa là cái đỉnh cao của tất cả 8 cái thế này, với con rùa đó là nó là làm cho cái energy của bác nó đi vòng tròn, đến bắt hồi, không thoát ra ngoài nữa, mà vòng tròn, đi vòng tròn. Thế là con rùa là cực kỳ quan trọng. Nếu mà tất cả các con nằm mở để mà lên, energy lên rồi, con rùa nó làm cho mình chạy từ trên xuống dưới. Thành ra đó, mình sẽ làm với nhau. Tay trái lên thế. Thầy đếm sơ sơ, thầy không đếm đủ nghe bạn. Một nè, đầu tiên một nè. Hai, ba đưa lên, bốn ngã về, năm xoay tay, sáu thảy ra. Bảy chôm tới, tám chôm tới, rồi một đó, qua bên kia, hai xoay đít, ba bưng tay, bốn ngã về, năm xoay tay, sáu thảy ra, chậm chậm thôi, thầy làm chậm chậm thôi mà. Bảy chôm tới, ok, tám chôm tới, rồi, đó là làm chơi này, bây giờ làm thiệt này, mình làm chơi một cái để mình biết là cái procedure nào kiểu gì. Bây giờ là mình làm thiệt đó nè, rồi chưa? Làm mau đó. Các bạn nào mà gì đó cần hơi thở thì thở một phút. Rồi bây giờ nè, tôi sẽ đến. 1 4 6 7 8 1 6 7 8 1 4 6 7 8 1 4 6 7 8 1 4 6 7 8 1 4 6 7 8 1 6 7 8 1 6 7 8 1
6 7 8 1 6 7 8 1 6 7 8 1 6 7 8 1 6 7 8 1 6 7 8 1 6 7 8 1 6 7 8 1 6 7 8 1 6 7 8 1 6 7 8 1 6 7 8 thôi. Sụi vai thõng tay. Rồi bây giờ đó, mình sẽ làm một thể stretching thôi, một thể thôi, để cho cái tim mình nhẹ lại chút xíu. Thằng đó đập mạnh quá, thằng đó tao nó nhẹ chút xíu. Xong rồi bác uống nước xong rồi ra đây nằm. Ok, okay. Người nào dưới 45 tuổi theo thầy làm, nhảy ra, hít vô, thở ra, hít vô, cầm lại ngọng, thở ra, thẳng tay lên. Hít vô, đứng lên, thở ra, hít vô, nằm lên mắt cá, thở ra, đưa tay thẳng lên. Qua dọa, hít vô, thở ra. Rồi làm một thể thôi, không nhiều. Lần sau mình làm nhiều hơn. Làm một thể ngày hôm nay thì mình cần học. Rồi các bạn, thở, đi hoa. Rồi, bây giờ mình sẽ nằm xuống trong 2 phút nữa thôi các bạn. Ai muốn uống nước thì uống nước đi. Nhưng mà sẽ vai liền lập tức, mình sẽ không có thời giờ. Thế là các bạn sẽ em nhỏ phải nằm bên một riêng. Em nhỏ cho em nhỏ nằm chỗ riêng đi. Đó. Cái chân của bác đó, hai cái chân hướng vào hai cái góc của cái thảm. Mở bẹt chân ra, cái tay mở ra. Tại sao vậy? Khác không? Ừ.
Bây giờ mình làm, mình gọi là làm như cái xác chết. Thế nó bật cái mắt kiện thì bật lấy mắt kiện xuống, đừng có đâm mắt kiện vô. Làm sao mình nằm thiệt là im lặng, bất động như xác chết. Đừng nhắm mắt, à xin lỗi đừng mở mắt. Đầu cứ thẳng nhìn lên tường. Có cái cổ mình có cong quẹo gì không, cứ thẳng. Tay mở ra. Đừng có gồng chân, đừng có gồng tay, gồng cổ. Tay mình phải mở ra. Và ngủ được là tốt. Khi tiếng mõ vừa xong rồi thì bây giờ bạn thả lỏng cái phần da thịt trên đỉnh đầu của bạn. Tiếp theo thả lỏng cái da thịt trên trán của mình. Xong rồi buông thả cái lông mày. Relax cái phần mà da thịt xung quanh cặp mắt, cái mí mắt cũng buông thả xuống, trong mắt cũng buông thả, cái má của mình, da thịt relax nó, thả lỏng nó đi. Cái nào mà căng thẳng thì mình đừng cho nó căng thẳng, thả lỏng nó. Xong rồi bà mình thả lỏng cái vùng xung quanh cái môi, cái hàm dưới, thả nó ra, đừng nghiến răng. Cái lưỡi cho nó thụt xuống. Bắp thịt trên cổ cho nó lỏng ra. Cái vai hoàn toàn sùi xuống. Bao nhiêu bắp thịt trên tay mình chú ý tới nó, mình cho nó thư giãn đi. Mình ngón tay hoàn toàn lỏng. Cái người mình bây giờ là như vậy là nặng xuống rồi. Vì cái ngực và cái bụng mình nó cũng thư giãn, nó thả lỏng cái thịt ra. Đừng căng cái bụng. Chú ý tới cái đuôi, bắp đuôi. Buông thả cái bắp đuôi đi. Xong rồi mình buông thả cái ống chân dưới. Tiếp theo là mình thả lỏng mình ngón chân luôn. Bây giờ mình check lại đám người mình có cái chỗ nào mà chưa buông lỏng đó, thì mình buông lỏng nó đi. Đừng cho nó căng thẳng, đừng cho nó cứng, cho nó mềm ra, nó nhụn ra. Bây giờ là mình sẽ như là một cái xác chết hoàn toàn bất động. Bao nhiêu nghiệp chướng của mình nó cũng suspend, nó cũng chết theo. Bao nhiêu cái bình hoàng nó cũng chết đi. Bao nhiêu cái tế bào bình nó cũng là như vậy, bất động chết luôn. Thành trong cái trạng thái đó, nếu mình mà tỉnh dậy thì mình sẽ có một cái thân thể khỏe khoắn hơn, lành mạnh hơn. Giờ mình sẽ nghĩ như vậy, mình nghĩ là mình khi mà tỉnh dậy sẽ có một cái thân thể khỏe khoắn hơn. Bây giờ mình thở cái điều hòa, thở cho vi tế, nhẹ thôi, thiệt là nhẹ. Giữ cái hơi thở thiệt là nhẹ, cảm giác cái thân thể bất động của mình. Đừng có động đậy, đừng có mở mắt.
Dạ. Cũng nhắm mắt, cũng bất động, nhưng nghĩ lại là mình trở về lại với cái thân thể. Vì cái thân thể nó sẽ khởi dậy từ cái trạng thái bất động. Và do đó con người mình sẽ khôi phục lại cái sự lành mạnh. Bây giờ mình mở mắt ra, nhìn lên, nhìn xuống vài lần, liếc ngang vài lần, liếc xéo vài lần, chuyển vòng tròn cái mắt vài lần, rồi chuyển ngược lại, chớp mắt vài lần. Vì bạn mở mắt ra hoàn toàn, nhưng mà relax con mắt của mình, đừng có trợn. Sau đó mình đồng đều mình ngón tay trước, đồng đều mình ngón chân. Sau khi đồng đều ngón tay ngón chân rồi, bây giờ mình đồng đều cái cổ tay. Cổ tay đồng đều rồi, mình đồng đều cái cổ chân. Quay 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 về. Cái cổ bạn có thể ngoáy qua ngoáy lại hai lần. Rồi, chân bạn xếp lên, fold up. Rồi, đầu gối đấy, ngả về bên tay phải đấy. Còn cái mặt bên đây, nhìn về bên tay trái đấy. Hai cái bàn tay, cái mặt bàn tay đó, dán xuống mặt đất. Tạm nhìn về bên tay trái, chân nhìn về bên tay phải. Chân bên bên trong nó càng sát đất càng tốt. Thứ sự sức sống kiểu đó. Rồi bây giờ tôi sẽ ngược lại. Tôi ngã về bên trái, mặt nhìn vào bên phải, cái mặt bàn tay face down, dán xuống mặt đất. Đầu vòng quay ra luôn bên tay trái, nằm yên để một phút. Ai cần đồ bộ đoàn giơ tay lên, có người đưa tới.
Mình còn nhiều bộ đoàn lắm, bà cứ giơ tay nên còn người đem tới. Ai cần cứ giơ tay lên là có người đem tới. Cứ giơ tay đi, khỏe nhường, khỏe nhìn như cả. Cứ giơ tay là có người đưa tới. Cái bà cứ giơ tay ra là có người đem tới. Mình còn một đoàn nhiều lắm. Các bác đừng e dè. Đừng cái gì, cứ giơ tay. Cái chuyện quan trọng là vì mấy bác phải ngồi cái lưng nó thẳng. Nhiều khi cái lưng nó ùn xuống lắm. Mình ngồi không được lâu nè. Rồi mình động đầy ồn ào. Thế nên phải có cái bộ đoàn để mà đồn cái đít lên. Cái người đít lên, đồn lên rồi cái chân mình hạ xuống rồi, người cái lưng mình thẳng lên liền. Thế nên bác mà cần bộ đoàn nó giơ tay lên. Mình còn bộ đoàn đấy nữa. Có ai cần nữa không? Ai cần nữa, bộ đoàn nó giơ tay lên. Còn không nè, còn một cách mà các bác về nhà nè, mà đỡ tốn tiền nhất, mà ngồi mà êm nhất nè, bác đã dành mấy cái tờ báo Viễn Đông. Không, cái đó là hay nhất đó bạn. Cái báo nó mềm lắm, mà nó bự nữa. Mình có thể tiếp tục bỏ chừng nào mà cái đít mình là nhấc lên rồi, mình lưng mình thẳng rồi thì mình ngừng lại. Thế nên cái báo là một cái mà hay nhất. Sau khi bác bỏ đồng báo rồi đó, bác lấy cái khăn lông bác đó, bỏ lên trên. Là nó rất là êm. Cái đó là cái experience của thầy đó. Là không có cái gì tốt bằng bảo cả. À, bà phải ngồi cái lưng cho thẳng lên bà. Ok. Rồi. Bây giờ đó, mấy bà cũng phải tập y hệt như hồi nãy. Tức là mình phải ở trong cái trạng thái mà relax, mà bất động mới được. Thành ra bà không có mắc kiếng đó, bà cửa mắc kiếng xuống. Bạn ngồi bỏ chân lên, bạn ngồi bỏ chân kiểu nào cũng được, kiểu mà bán già, kiểu kiết già hay là kiểu chỉ bỏ chân sệt xuống được, đưa cái lưng cho thẳng, người cái nó khỏe. Xong rồi đó. Bạn để tay trái phía dưới, tay phải để phía trên. Hai con đầu ngón tay phải chạm vào nhau. Đấy, như vậy này, nằm xuống như vậy. Đó, trước. Cái chân cho nằm cho nó yên. Cái chân bạn nằm vận lên này, không được. Thế người phải quay lên, quay xuống. Rất là bị chắc chắn là cái thân mình nó nằm ở cái vị trí mình thích nhất rồi. Không động đầy gì cả. Tốt. Bây giờ khi mà nghe tiếng mõ thứ nhất đó, thì bạn giữ cho người hoàn toàn bất động. Không có sao, không có sạc, không có róc rách, rọc rẹt gì cả. Không có ho hen nữa. Thế nên ai muốn ho thì 1, 2, 3 ho liền. Rồi. Xong rồi là mình giữ cái thiệt im lặng. Người mình thiệt là buông thả. Thì quá trình mà thư giãn nó cũng y hệt như hồi nãy. Đầu tiên là mình thư giãn cái phần trên đầu trước. Mình nhìn lên đỉnh đầu. Rồi mình chú ý tới cái vùng trán. Buông thả nó. Buông thả cái vùng mà lông mày. Buông thả cái mí mắt, cái vùng da thịt xung quanh mắt, cái lỗ mũi, da thịt nơi má, cho nó rìu xuống, cái môi, cái vùng xung quanh miệng, thụt cái lưỡi xuống, hai cái hàm răng cũng là để tự nhiên. Cái cổ mình cũng buông lỏng xuống. Cái vai xuôi xuống. Hai cánh tay buông thả, mấy ngón tay hoàn toàn bất động, đừng có gồng. Là cái chân của mình cũng buông thả ra. Xôi cái chân xuống. Xong rồi xôi mấy cái ngón chân luôn, mấy cái bàn chân. Đừng có đồng đầy gì hết.
Mình check lại qua trong người mình có cái chỗ nào mình chưa có thả lỏng đó, mình thả lỏng đi. Chỗ nào người còn căng thẳng là mình buông thả nó. Thẳng cái vai lên chút xíu, thẳng cái lưng lên chút xíu, cái vai xuôi xuống. Với cái tiếng mõ thứ hai, bây giờ mình thở vô ba hơi thiệt nhẹ, thiệt là nhẹ. Nhẹ đến cái độ là không phá vỡ cái sự im lặng, bất động của cái thân thể mình. Check là cái cổ có thẳng, cái vai cho xuôi, cổ có thẳng. Sau cái thở hơi nhẹ nhẹ vô rồi đó, với cái tiếng mõ thứ ba, bây giờ bạc sẽ làm theo cái lời của thầy. Giữ trong cái trạng thái rất là bất động mới được, đừng có động đậy, chỉ ở trong cái trạng thái mà nó bất động thì con người mình là mới vào thiền được. Thân bạc tiếp tục thư giãn, thở cái thiệt nhẹ. Thì bạn làm theo cái lời của thầy. Thầy nói tới đâu thì bạn hình dung ra tới đó. Không cần phải suy nghĩ, chỉ cần hình dung mà thôi. Trước hết, bạn hình dung là mình đang ở trong cái phòng thiền của cái tòa bảo Biển Đông. Vẫn nhắm mắt, ở trong cái trạng thái hoàn toàn bất động, hoàn toàn relaxed. Kế tiếp, bạn tưởng tượng ra một cái ngọn núi rất là đẹp hiện ra trước mặt của mình. Trời trong sáng, núi xanh rì. Kế tiếp, bạn hình dung ra là mình đứng trên cái đỉnh núi đó. Bây giờ mình phóng mắt ra nhìn bốn bề, thấy rừng núi trùng điệp. Khi quay lại nhìn ngọn núi thì bạn sẽ thấy một cánh cửa gỗ rất lớn, một cái tòa nhà rất to lớn. Bây giờ bạn đi bước tới cái cánh cửa đó, cánh cửa đó tự nhiên là mở ra, bạn bước chân vào trong cánh cửa đó.
khi vào rồi thì mình sẽ thấy rất nhiều hoa ở hai bên. Bây giờ bạn để thời gian ra nhìn vào cái màu sắc của những đóa hoa đó, cái loài hoa đó, ghi nhận những cái màu sắc đó. Bây giờ mình hãy tiếp tục đi tiếp. Bạn đi tiếp, đi xuyên qua cái vườn đó, chậm rãi đi. Vừa đi vừa nhìn thấy hai bên hoa, ghi nhận cái màu sắc, cái mùi thơm của hoa. Tiếp tục dẫn bước tới, cuối cùng bạn sẽ thấy một cái cánh cửa pha lê rất là lớn, cánh cửa trong suốt. Mình thò tay mở mở thì cửa tự động là mở ra. Bây giờ mình hãy bước vô qua cánh cửa đó. Bây giờ mình bước qua rồi. Trong phòng này, bạn nhìn khắp phòng, không có một cái vật gì cả, ngoài là những cái ánh sáng rực rỡ chiếu từ trên chiếu xuống. Bây giờ bạn chú ý có những ánh sáng này nó màu sắc như thế nào, nó sáng, nó đẹp, nó rực rỡ làm sao. Đủ màu sắc ánh sáng. Nhưng mình cứ tiếp tục cất bước đi, không dừng lại. Xuyên qua cái phòng rộng lớn như vậy, đều là ánh sáng cả. Ghi nhận cái màu sắc ánh sáng đó. Tiếp theo, bạn chờ tới một cánh cửa thứ ba. Cánh cửa này bằng vàng sáng chói. Khi bạn vừa tới thì cánh cửa cũng vừa mở ra. Bây giờ mình hãy bước vào cánh cửa đó. Bước qua cả cánh cửa thì mình thấy phía trước mặt là một dãy những cái tầng, cái tầng lầu, cái thang cấp, những cái thang cấp cả trăm cái. Bây giờ mình từ từ mình đi lên cái thang cấp rồi đi. Vừa đi lên, bạn vừa nhìn ghi nhận hai bên cái thang lầu. Bây giờ cuối cùng mình lên tới cái thang lầu. Tới cuối thang lầu rồi thì bạn vừa lên hết, bạn sẽ thấy có một cái hoa sen rất lớn trước mặt của mình. Phía trên hoa sen có một vị Phật đang ngồi. Vị Phật này mặt mày tướng hảo, rất là trang nghiêm, ngồi trên cái hoa sen. Bây giờ bạn chú ý qua cái nét mặt của Đức Phật, chú ý qua cái áo quần của Ngài mặc, từ trên xuống dưới. Bây giờ bạn chú ý qua cái màu sắc của hoa sen, vô cùng đẹp đẽ, trang nghiêm. Cái vị tượng Phật đó là một cái vị Phật sống. Do đó bây giờ mình hãy cúi đầu xuống đảnh lễ ba lạy. Rồi bật lại cái lạy thứ một. Cúi xuống cái lạy thứ hai. Rồi mình lạy cái lạy thứ ba. Bây giờ mình hãy quỳ xuống một chiêm ngưỡng cái vị Phật này. Khi bà quỳ xuống như vậy thì vị Phật mới đưa tay ra. Ngài dùng cái tay phải của Ngài, Ngài xoa đầu của bà, xoa đầu của mình. Bây giờ mình phải chú ý cái lúc cái tay Ngài mà chạm đầu mình ghi nhận cái cảm giác đó. Đức Phật rút tay về rồi thì mình đứng lên, mình hãy xả ngay một xả. Rồi bây giờ bạn quay lưng lại,
từ từ đi tới cái cầu thang, rồi mình từ cầu sang mình đi từ từ đi xuống, mình theo cái thang lầu, theo cái cầu thang đó đi xuống, ghi nhận là cái khung cảnh của hai bên cầu thang đó. Cuối cùng các bạn xuống tới cái cửa vàng sáng chói. Cái cửa đó vẫn mở, cho nên mình bước qua cửa đó thì mình vào trong cái phòng đầy ánh sáng. Cái cửa vàng tự động nó đóng lại sau lưng mình. Thôi bây giờ mình tiếp tục đi xuyên qua cái vòng ánh sáng. Cái phòng ánh sáng rực rỡ, mình nhớ những cái màu sắc đó, dễ chịu, trang nghiêm, thanh tịnh. Bây giờ mình tiếp tục bước đi tới. Bây giờ mình sẽ đứng trước cái cửa pha lê. Mình bước qua khỏi cái ngưỡng cửa pha lê đó. Cái cửa pha lê tự động đóng lại. Bây giờ mình ở trong cái vườn hoa đầy màu sắc rực rỡ. Bạn ngắm nhìn hai bên, ghi nhận những cái đóa hoa, những cái màu sắc. Bây giờ mình tiếp tục bước đi. Mình đi xuyên ngang cái vườn hoa đó. Cuối cùng mình tới cánh cửa bằng gỗ. Mình bước qua cánh cửa gỗ thì mình ra ngoài cái bãi cỏ nơi cái núi. Cái cửa gỗ đóng lại. Mình quay đầu lại nhìn thì cả cái tòa lâu đài đã biến mất. Bây giờ mình phóng tầm nhìn ra thấy bốn phía núi non trùng điệp. Mình đang đứng trên chóp đỉnh của cái núi. Xong rồi, đang đứng trên núi như vậy, mình chỉ cần nhắm mắt lại thì mình trở về lại với cái tòa báo Viễn Đông này. Mình ngồi lại trong cái phòng hồi đây. Bây giờ bạn trở về lại trong cái phòng này, ghi nhận lại cái con người của mình. Khi mình thở cho điều hòa cho nhẹ nhàng. Cái gì trong tâm mình nó còn lưu luyện lại thì mình cứ để cho nó tự do. Mình thở nhẹ nhẹ. Bây giờ mình chú ý vào cái hơi thở, thở cho nhẹ nhẹ. Thì mình thở ra bây giờ bằng miệng, mắt vẫn nhắm. Bây giờ mình mở mắt ra, liệt lên liệt xuống, liệt ngang,
liệt xẻo, liệt vòng tròn, chụp lên chụp xuống, xong rồi là quay cổ qua bên tay phải, quay cổ qua trái, mỗi lần quay qua mình thở ra, quay cổ qua phải, quay cổ qua trái. Rồi bây giờ mình bend, bẻ cái cổ qua bên tay phải, xuôi vai xuống, dùng sức nặng cái đầu kéo xuống, bẻ cổ qua trái, dùng sức nặng cái đầu kéo xuống, gục đầu tới trước, ngẩng cổ ra sau. Lăn đầu trên cổ. Lăn ngược lại. Xoay vai. Xoay ngược lại. Bưng lên thả xuống, xoay người qua bên tay trái, mình twist cái xương sống qua phải, mình twist cái xương sống qua trái, twist lại qua phải, rồi lấy cái tay nắm lấy cái đầu gối trái, rồi mình quay lại phía sau cái lưng cho thẳng, lấy tay nắm gối phải, quay lại phía sau. Làm chậm chậm từ tốn, quay chậm gối trái, quay ra phía sau lại, nằm gối phải, ra phía sau, xong rồi lấy hai tay để trên hai gối, rồi mình quay cái người xuống, cái bụng xuống, gập người xuống, nhìn lên trên, quay như vậy cho được 3 lần, nhẹ nhẹ từ từ. Quay như được 3 lần. Xong rồi quay ngược lại, quay qua lại, gập người xuống, hai tay đan vào nhau, để lên trên như vậy nè, mình hạ xuống nè, mình đẩy lên trên, thẳng lưng người lên, thở ra. Rồi, để lại như cũ nè. Rồi mình tra vòng vòng vòng, để nó xuống nè. Lên. Để phía trước lại như thường. Để vòng vòng lại. Để ra sau. Rồi, mình bẻ qua bên tay trái. Bẻ qua bên tay phải. Mình xoay ra cái bên phía sau lưng phải. Mình xoay ra phía bên tay trái. Rồi mình để ra sau lưng này nè. Rồi mình thẳng tay ra. Mình xoay cái tay lên, tay tay xuống. Tay, mình cổ tay xoay lên, xoay xuống. Cong cái cổ, cong cái cả cổ tay về lên cuối tuổi chọc tay nó bụng ra. Nhẹ nhẹ thôi. Sau mình đan cái tay sau lưng của mình á. Người lên. Rồi xuống rồi đó. Thì em lấy cái tay mình xoa vào với nhau. Chịu khó xoa cho nóng cái tay lên. Bàn tay ngón tay xoa cho nóng lên. Xong rồi mình xoa mặt mình. À tôi mắc xoa mặt cho mình. Xoa đầu, xoa cổ, xoa hổ tai. Ủa mình chân một cái thôi. Xoa cổ, xoa hổ tai.
không biết nên dùng cầm hai cái thôi, thực ra mới cần cái thôi. Cái này mình cần cái này. Rồi xong rồi đó thì bác mày xoa cái vai, bác vai lại, bác đừng gấp, chịu khó làm cho người mình nó hơi gì đó nó ấm áp lại. Thật sự ra là mình không còn nên ngồi thiền hay là cái gì, mình không nên bằng mày lạnh lên, cái này chẳng advisable này, không có bằng mày lạnh, tại cái lạnh này nó mệt hơn là nóng nữa. Xong rồi cho xà rồi mà sau lưng bật để tay lưng cho sau lưng cho nóng lên. Rồi cho xong rồi xoa cái bụng của bác, thì họ xoa bụng lên xoa bụng xuống, xoa kỹ rồi đó thì bà bưng cái chân ra đấu lại với nhau đó, xoa cái lòng bàn chân cho nó thiệt là nóng. Rồi, nếu bạn có tê chứng không? Tê thì bạn bẻ năm đầu ngón chân ngược lại như vậy, kéo thẳng ra. Đấy. Thẳng lưng lên, thẳng người ra, kéo bẻ năm đầu ngón chân lại. Chân bên kia cũng vậy. Bẻ năm đầu ngón chân ngược lại. Giữ chân thẳng ra. Xong rồi thì bạn bóp cái chân từ trên xuống dưới. Từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, nhất là phía dưới cái đầu gối của mình, làm cho nó xoa bóp cho nó khỏe ra. Rồi bây giờ đó còn 5-6 câu hỏi mà thầy cần hỏi các bác, mà sợ ai giờ thì ngày không có nữa, giờ bạn đèn lên chút xíu đi, mình bác đừng gấp về ngày hôm nay, bác cho thịt bác khoảng 50 phút nữa, ok? Thì mình không thể về sớm được. Mấy cái này là hơi quan trọng chút xíu. Thứ nhất là mấy bác có thể ở trong cái trạng thái mà yên tĩnh bất động được không? Giơ tay cho thầy biết. Good. Những người không làm được trong cái trạng thái mà yên tĩnh bất động đó thì bác phải chịu khó làm. Cái đó là cái bước đầu tiên cả. Cái thân phải bất động, phải hoàn toàn relaxed. Đó là cái cực kỳ quan trọng. Nếu bạn muốn có bất kỳ một cái trạng thái gì đó mà nó gọi là ở trong cái dạng mà thiền định đó, thì bạn phải có cái thân thể nó phải bất động, nó phải relax. Mà đó là cái lý do mà tại sao nếu mà cái thân của bạn đó mà nó không bất động đó, không có relax được đó, thì nó không nằm ở phía thiền nữa nè, nằm phía đâu bên kia đó, nó phải thiền nè. Thân thì bạn ngồi đó, và bạn mặt bạn nhìn bên này, nhìn bên kia, liếc bên nọ đó, thì hơi uổng thì giờ chút xíu. Thế nên bạn phải nhắm mắt lại, đừng mở mắt ra, đừng có thèm để ý đến chuyện người khác, chuyện mình thôi, mình chú ý đến chuyện mình thôi, phải nhắm mắt lại. Thế nên mình phải cần ở trong cái giai chuyện là bất động, relax. Cái thứ hai đó, bao nhiêu bạn có thể là nghe thầy nói thì mình hình dung được, không cần bị hình dung đó nó đẹp xấu tốt, không cần. Khi lên thầy nói thì đâu mà hình dung cái đó được, xin giơ tay. Có cao một xíu. Ok. Rồi. Không cao gì, nghĩa là làm được thôi. Tôi thầy sẽ hỏi mấy phần trăm sao. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là bạn làm được. Bởi vì như vậy nè, cái này là giống như thôi miên vậy đó. Đó là suggestion giống như thôi miên vậy đó. Cái phương pháp của nó là làm cái gì? Khi mà bạn ở trong cái trạng thái mà nằm mà deep sleep, hoàn toàn nằm mà ngủ mà say rồi đó, bạn dậy một cái, không nói năng, không làm gì hết, ngồi lập tức, thì bạn vẫn còn ở trong cái trạng thái mà mình gọi là connective. Mình rất dễ dàng đó, để mà bưng bạn, giữ bạn vô trong cái trạng thái của cái dream. Cái dream state là cái trạng thái mà thầy nói ra thì bạn nghĩ tới mà bạn không suy nghĩ cái ánh trăng beta này.
Cái mục đích của một chuyện mình làm đó là mình muốn simulate một cái trạng thái, mà dream state đó đó, mà vì bạn awake, bạn ngồi đây, mà bạn có thể thấy một cái trạng thái dream state đó, cho nên nó sẽ giúp cho bạn có được một cái mình gọi là cái simulation, có được một cái kinh nghiệm mà trong tương lai đó, khi bạn ngủ đó, bạn dream đó, thì bạn lại thức. Tức là bây giờ mình đang thức, mình thấy cái mộng. Trong đó khi mình động đó, thì mình đã simulate rồi đó, thì mình sẽ tập thức. Cái trạng thái này nó hơi đặc biệt một chút. Cái lý do thứ ba đó mà mình có một cái instruction như vậy là bởi vì cái hàm ý nó rất là sâu sắc. Sâu sắc là gì? Cái hình ảnh đây là cái biểu tượng của cái tiềm thức của mình. Đi vô trong cái vườn hoa đó, cái vườn hoa đó tức là biểu tượng cho cái tánh thiền, cái tánh đẹp của mình, cái vườn hoa. Thế nên mỗi người cái mức độ mà các bác hay nói cái hoa, bác hiện ra cái hoa nào đó, thì đó là cái mức độ nghiệp chướng của bác. Có người sẽ thấy cái hoa sen, có người sẽ thấy cái hoa này hoa nọ, đủ màu sắc đó không quan trọng, nhưng mà mỗi người đó, tùy theo cái nghiệp của mình đó, mà khi mà thầy nói hình dung cái hoa thì bác tự nhiên bác thấy cái hoa, bác không phải là bác cố ý được, vì thầy nói là đó bác hình dung cái đó. Nhưng bác càng làm đó thì cái tiềm thức nó sẽ càng trào lên những cái đóa hoa mà đẹp, mà những đóa hoa đẹp đó đó tức là những cái thiền nghiệp của bác sẽ khởi lên. Tức là mình sẽ bứng những cái, những gọi là cái luồng tập khí, những cái chủng tử mà thiền đó, mình sẽ bứng nó lên, mình khơi dậy nó lên qua cái hình ảnh là cái hoa. Rồi bây giờ đi cái đó rồi, nhưng mình không chấp trước, mình nghe, mình thấy, mình ngửi mùi, rồi mình tiếp tục đi tới cái phòng thứ hai đó. Một cái tâm thức sâu thẳm hơn chút xíu đó là cái tâm thức mà nó quang minh, nó ánh sáng không, nó không còn thiền về ác nữa, nó chỉ ánh sáng mà thôi. Thân tùy theo cái mức độ mà nghiệp chướng ở bác đó, bác sẽ thấy cái hoa, cái ánh sáng này nó nhiều ít. Nhiều khi mình thấy đen thui thì hai ba ánh sáng là chiếu xuống, nhưng thực là chiếu đen mà của trong cái phim cine Hollywood đó, thì mình không thấy cái phòng mà nó sáng trưng. Tùy cái mức độ nghiệp chướng của mình đó, mà mình sẽ bắt đầu thấy ánh sáng khác nhau. Thế nên nhưng mà khi mình train một hồi rồi thì mình đã thấy cái phòng nó sáng bừng đó. Mà khi bác có thể phản thấy, bác thấy cái phòng mà sáng bừng ra đó, thì cái tiềm thức của bác, cái chủng tử của mà tạo ra ánh sáng đó, gọi là cái chủng tử trí huệ sẽ trào dâng trên người của bác, trên lòng của bác, tâm của bác, nó sẽ ra trên cái conscious mind. Thế nên mình phải cho nó một cái instruction để mình làm. Mà lúc mình thích đó, mình làm không được. Có lúc mà mình đang ở trong cái trạng thái dreamlike hoặc là dreamlike state như vậy thì bác bắt đầu hiện ra được. Cuối cùng cả đó, cái trạng thái mà của ánh sáng là cũng là cái trạng thái của sanyata, không, chân không. Nhưng mà bây giờ mình qua thêm một cái chuyện nữa là mình tới cái giai đoạn diệu hữu. Trong cái diệu hữu này là mình bắt đầu thấy Đức Phật, thấy hoa sen. Tức là cảnh giới mà của xuất tục nhập thể này. Tức là có Đức Phật ngồi đó, có hoa sen thiệt, chứ nó không phải là hoàn toàn là zero, không, không có. Mà mình cảm thấy nó rõ ràng, đồng thời là mình có thể khiêm nhường mà mình ngã người xuống. Thế đây là cái trạng thái mà mình cung kính, mình tu những cái đức hạnh mà thấm sâu của một con người mà hiểu đạo, ngộ đạo. Thế nên bạc cung kính, không có kiêu ngạo nữa, bạc lại. Nhưng mà cái hay tất cả là sống khi bạc đạt được cái trạng thái đó rồi đó, thì bạc quay lưng đi, không hề chấp trước, đi xuyên quay lại. Cho nên khi bạc lại Phật xong rồi, bạc quay lưng lại, đi bò xuống thang lầu, qua cái cửa thứ nhất, qua cái vòng, qua cửa thứ hai, qua cái phòng, cái vườn hoa, qua cái phòng đó đi ra, toàn bộ đây là biến mất hết. Tức là chứng tỏ là một cái mức độ mà mình gọi là du hỷ tam muội, hoàn toàn là không. Chỉ là cái kinh nghiệm để cho mình trưởng thành trong cái sự tiến hóa tâm linh. Rồi xong rồi nó biến thành không rồi, bạn trở về lại. Thế nên là cái mức độ, cái metaphor đó bạn, tức là cái mình gọi là cái mức độ biểu tượng.